Chị ơi, bé em hơn 2 tháng bú mẹ trực tiếp, giờ em muốn tập cho bé đi song song thì hút như thế nào để không giảm sữa ạ? Bé có dấu hiệu ti vặt, em muốn hút theo cữ. Tức là em muốn hút sữa ra để cho em bé ti thành cữ để tránh cái tình trạng là ti vặt đúng không? Thì đầu tiên nha, chị sẽ phân tích cái chuyện là khi mà em đang cho ti trực tiếp như vậy mà em muốn là tập ti bình để tránh ti vặt. Thì thực ra là chị không chắc là em tập ti bình thì bé sẽ không ti vặt. Tại vì ti vặt là do mình không xác định được đúng nhu cầu đói của con. Mình cho ăn khi mà con không đói á, thì thành ra là sẽ bị ti vặt. Cho nên em phải chờ khi nào thực sự con đói. Tức là với một em bé mà 2 tháng á, 2 tháng đổ lên nhé, thì các mẹ sẽ thấy là con á, khóc này, hoặc là bỏ tay vào múc tay chẳng hạn, thì các mẹ rất là dễ bị nhầm lẫn với dấu hiệu đói. Lúc này mẹ đừng vội cho con ăn liền, mà mình hãy dỗ dành con chơi với con. Tìm những cái trò chơi, những cái hoạt động mà trong tầm 2-3 tháng mình chơi với con nhé. Mình làm mọi cách rồi, mình ẵm, mình dỗ con rồi mà con vẫn khó chịu, thì lúc đó em hẵng cho ăn. Lúc đấy em sẽ tránh được cái tình trạng là ti vặt. Rồi, nếu như mà em vẫn muốn là hút sữa ra nữa đó, thì theo chị là mình không cần hút theo cữ đâu, mà em nên set một cái khung nào đấy. Ví dụ như là em hút tầm khoảng 2-3 cữ một ngày, và em sẽ set cái khung ví dụ như 6 giờ sáng, 12 giờ trưa hay 6 giờ chiều chẳng hạn. Nhưng mà cái khung đó thì tốt nhất là sau cái cữ bú của con nhé. Em bé bú rồi thì mình nên đi hút. Thì ví dụ như là tới cái cữ 6 giờ sáng đi, là cái cữ mà em tính hút sữa, nhưng mà lúc đó em bé lại đòi ti, thì lúc đó em nên cho bé ti trước. Thì khoảng 6 giờ rưỡi 7 giờ thì đó em hút. Tức là mình sẽ không cần đúng y bao cái giờ đó em hút, mà mình ở nằm trong một cái khoảng 6-7 giờ đấy thôi nha. Và nếu như mà khi mà ti mẹ ti bình song song thì mình nên là có một cái lịch cụ thể. Ví dụ như là mấy giờ thì sẽ cho ti mẹ, mấy giờ thì sẽ cho ti bình. Ví dụ như ngày hôm nay tầm khoảng 6 giờ sáng em cho ti mẹ, tới khoảng 12 giờ trưa em lại cho ti bình. Thì tới ngày mai em cũng sẽ làm như vậy nhé. Em cũng sẽ theo một cái lịch như vậy. Thì bé sẽ đỡ cái việc là sau này bạn ấy sẽ chọn một thứ em nhé.